ông Nguyễn Minh Phúc tiếp tục bị hàng xóm đánh vì ăn thịt chó trộm. Mới đây trên Facebook xuất hiện một đoạn clip được tài khoản Minh Hảo chia sẻ cho thấy khi đang ngồi nhậu thịt chó trong chùa của mình, ông Nguyễn Minh Phúc tá hỏa khi bị hàng xóm cầm gậy đuổi chạy mất cả dép vì bị nghi trộm chó của hàng xóm để ăn thịt. Người hàng xóm cho biết rất bức xúc, sáng hôm đó con chó nhà ông đi lại gần nhà ông Phúc, sau đó không thấy về. Tiếp đến ông thấy trong thùng rác nhà ông Phúc có một bịch rác có lông chó kèm theo lời xì xầm từ trong bàn nhậu nhà ông Phúc nói rằng con này cầy tơ nên thịt mềm, thịt con này ngon số rách. Nghĩ ông Phúc đã bắt chó của mình để ăn thịt nên ông An đã sang để hỏi rõ, liền bị ông Phúc chửi bới tỏ thái độ thách thức. Không những thế, các đệ tử của ông Phúc dùng nhiều từ ngữ giễu cợt ông này. Quá tức giận, ông này đã chạy về nhà cầm cây gậy dài khoảng 1 mét sang tấn công tới tấp, khiến ông Phúc gục ngay tại chỗ. Lúc ông Phúc bị đánh vì quá sợ hãi nên những người ngồi bên cạnh đã bỏ chạy hết, chỉ còn một mình ông Phúc chịu trận. Được biết hiện ông Phúc đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Củ Chi. Trước đó mạng xã hội xôn xao trước sự việc một ngôi chùa nhận thịt sống ở xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận các loại thịt động vật. Thông tin về ngôi chùa này đã gây nhiều ý kiến trái chiều. Đa số ý kiến đều cho rằng người tu hành tại ngôi chùa này chắc chắn không phải tu sĩ Phật giáo hoặc không bình thường. Phóng viên đã có mặt tại địa chỉ ngôi chùa này, tọa lạc ở vùng quê ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Ngay cổng vào được bài trí nhiều tượng Phật, thần tài, ông địa, không theo một trình tự nào như những ngôi chùa khác. Khu vực cổng chùa được gắn biển Liên hiệp Hội Từ thiện Quốc tế chùa Hoàng Pháp Trung ương. Bên trong chùa chỉ có một phụ nữ lớn tuổi mặc y áo đội mũ của người tu hành. Người phụ nữ này cho biết trụ trì chùa Đại Đức Thích Tâm Phúc là con trai của bà. Tuy nhiên người phụ nữ này thông tin rằng ông Phúc đã đi công tác nước ngoài nhiều tháng sau mới về. Theo ghi nhận của phóng viên, ngay khu vực chánh điện thờ các vị Phật cũng như xung quanh ngôi chùa, nhiều tờ giấy A4 được ghi khá rõ về chi tiết về việc chùa nhận tất cả các loại thịt động vật. Điều này cũng được những người dân sống xung quanh ngôi chùa xác nhận, cũng như bày tỏ sự khó hiểu về thầy trụ trì trong việc tu hành tại chùa. Mấy ngày qua, thông tin chùa nhận thịt chó, cá sấu, hổ xuất hiện dày đặc mạng xã hội, gây xôn xao dư luận. Ngày nào cũng có rất đông các YouTuber khắp nơi về đây quay phim phỏng vấn người trong chùa cũng như người dân xung quanh. Một người dân ấp Láng Cát chia sẻ.